Xin kính chào quý vị và các bạn. Như thường lệ, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Ấn tượng Việt Nam phát sóng vào tối thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Nét Việt VTC10. Tuần trước, chúng ta đã có dịp làm quen với công việc của những người mẫu nước ngoài ở Hà Nội. Trong chương trình tuần này sẽ là câu chuyện về một anh chàng người Anh đam mê thiết kế thời trang ở Sài Gòn. Tuy nhiên, điều mà anh lựa chọn lại không phải là những bộ trang phục trên sàn catwalk, mà lại chính là những mẫu áo thun rất đơn giản, gần gũi với giới trẻ Việt Nam. Đó cũng là câu chuyện mà chúng tôi muốn gửi tới các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Nhưng trước khi gặp gỡ với anh chàng nhiều đam mê sáng tạo ấy, mời quý vị cùng điểm lại những tin tức văn hóa nghệ thuật trong tuần vừa qua. Hình tượng người phụ nữ luôn là một nguồn cảm hứng và đề tài để các nghệ sĩ sáng tạo không ngừng, đặc biệt là trong ngành mỹ thuật. Gần 130 tác phẩm nghệ thuật được khắc họa trên các hiện vật như bình hoa, tranh, tượng, phù điêu đã được trưng bày trong buổi triển lãm với mục đích thể hiện vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam chịu thương chịu khó. Đó là hình ảnh bà Trưng, bà Triệu, hình ảnh cô gái hái sen, lễ chùa, cho đến những nhân vật trong văn học hay truyện cổ tích như Thúy Kiều, Hằng Nga. Dù ở vị trí nào, họ đều toát lên vẻ đẹp của người phụ nữ nhân hậu, đảm đang, hết lòng chăm lo, vun vén cho cuộc sống gia đình. Buổi triển lãm cũng giúp khách tham quan được tìm hiểu thêm về cuộc sống của người phụ nữ qua những góc nhìn, khía cạnh khác nhau trong cuộc sống từ xưa đến nay. Vừa qua, tại Hà Nội, nhạc điện tử Nhật Bản, đàn môi và đàn tranh Việt Nam đã có dịp cùng hội tụ trong buổi hòa nhạc ngoài trời. Đó là điều đặc biệt mà các nghệ sĩ Chí Minh, Sebastian Jessel, Đức Minh và Trà My mang đến cho khán giả. Đàn môi là nhạc cụ mở đầu chương trình hòa nhạc với những giai điệu của bản nhạc dân tộc, một tác phẩm do nhạc sĩ Đức Minh sáng tác, và tiết mục biểu diễn giao lưu của đàn môi với âm nhạc điện tử. Nghệ sĩ Trà My, một trong những bậc thầy về đàn tranh của Việt Nam, đã nối tiếp chương trình với bản nhạc nổi tiếng của Nhật Bản mang tên Sakura. Đặc biệt, điểm thu hút nhất trong chương trình là phần biểu diễn nhạc điện tử của DJ Sebastian Giselle, một nghệ sĩ mang hai dòng máu Pháp Nhật, truyền thống và hiện đại cùng hội tụ. Đêm nhạc đã mang lại những cảm nhận riêng cho khán giả, đồng thời giúp người yêu nhạc Việt Nam hiểu hơn về âm nhạc điện tử đa dạng của xứ sở hoa anh đào. Triển lãm Làng quê Việt và Tắm, tập hợp 108 tác phẩm sơn dầu được vẽ trên nền vải bao bố, đã khắc họa rõ nét phong cảnh làng quê Bắc Bộ và người thiếu nữ Việt Nam mà tác giả gọi là Cô Tắm. Các thiếu nữ trong tranh của cố họa sĩ hiện lên với nét hồn nhiên, dịu dàng, e ấp, nhưng cũng tràn đầy sức sống trong tà áo dài truyền thống. Bên cạnh những cô tắm là hình ảnh phong phú về làng quê ở các tỉnh phía Bắc, vừa trầm lắng vừa hoài cổ. Tranh phong cảnh của Trần Tiến Đạt gợi cho những ai đã từng sống ở nơi đó không khỏi bâng khuâng nhớ về chỗ quê xưa với mái ngói liêu xiêu, tường vôi phủ đầy rêu xanh. Những khoảng trắng để trống trong tranh của họa sĩ đã tạo nên một góc nhìn và không gian mới lạ cho mỗi tác phẩm. Làng quê Việt và Tắm đã thực sự đem đến cho những ai yêu thích hội họa những cảm nhận mới mẻ, thú vị về cảnh sắc con người ở nông thôn Việt Nam. Không quá cầu kỳ hay sặc sỡ như những bộ cánh trên sàn catwalk rực rỡ ánh đèn, thời trang của giới trẻ Việt hiện nay lại đi theo xu hướng đơn giản và sao cho thật dễ phối đồ. Đây cũng là xu hướng được nhiều bạn trẻ nước ngoài ở Việt Nam ưa thích. Tính trẻ trung, sôi động luôn hiện diện trong thiết kế của nhiều nhà tạo mẫu đương thời khi họ nhìn ra nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ. Thời trang Việt đang trên đà hội nhập quốc tế là cơ hội để không chỉ các nhà tạo mẫu Việt Nam đưa sản phẩm ra với thế giới hay đón nhận những sản phẩm hàng hiệu chất lượng cao từ nước ngoài, mà đó còn là cơ hội đặc biệt cho những bạn trẻ nước ngoài đam mê và đầy nhiệt huyết, mong muốn đưa được sản phẩm do chính tay họ thiết kế tới với người tiêu dùng Việt Nam với nhãn hàng Make in Việt Nam.
Thì cách đây 2 tháng là mình đã gặp Stu tại một cái quán cà phê, khi mà mình thảo luận với một người bạn của mình về thiết kế mới. Thì khi hai người đang trò chuyện á, thì bất ngờ có một người nước ngoài từ xa đi tới và xin chụp hình cái design ở trên cái áo thun của mình. Thì mình rất là bất ngờ, bởi vì mình khám phá ra được Stu cũng là một nhà thiết kế, cho nên đó là mình cảm thấy rất là phấn khởi khi mà Stu giới thiệu rằng anh ấy sẽ cho ra mắt một cái giống như là một cái brand name, một cái nhãn hiệu Made in Vietnam. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. I chose to come to Vietnam because it was a part of the world I've never been to. My girlfriend had already come out a bit earlier than I had, a few months before, and I wanted to follow her, and it was great that she was in this country because I did not know much about it, and it was an exciting place to come and see if I can enjoy and see what opportunities come to me. Một anh chàng người Anh với cái dáng cao cao gầy gầy, có chút gì đó phiêu phiêu và hơi nghệ sĩ, đến Việt Nam để thỏa mãn những hiếu kỳ muốn khám phá và tìm hiểu vùng đất mới cùng người yêu. Bắt đầu cuộc sống ở một đất nước xa lạ không phải là điều khó khăn với Stuart, mà ngược lại, đó còn là cơ hội để anh được trở về đúng với niềm đam mê của mình trong lĩnh vực thiết kế thời trang. I used to be an engineer here when I first came. And after a few years of that, I decided that I wanted to follow more of my hobby and my dream, which is to do designs on t-shirts. And then I thought, well, rather than just do the design, let's think about all the t-shirts and start making, see if we can produce t-shirts here in Vietnam, and how good we can make them would be something that I was really thoughtful about, and how I can make a t-shirt really nice. After experiencing buying some t-shirts here in the city, I saw there maybe an opportunity to produce a t-shirt that was made in Vietnam, and was thinking more about the Vietnamese people. The market in Vietnam for t-shirts is a young market, especially for what's sold in Vietnam and is being made in Vietnam. There are a few companies that are producing some really good t-shirts, some good designs, but also there's still a lot of import, and that's where I feel that there's an opportunity here for Vietnam to make t-shirts for Vietnam. Để đưa từ ý tưởng ra những thiết kế thực là cả một chặng đường dài và nhiều công phu. Suốt thời gian qua, Stuart đã làm việc không ngừng để có thể tạo hình, tạo dáng cho sản phẩm áo thun của mình cùng những họa tiết trang trí bắt mắt và đặc biệt là phù hợp với thị hiếu của người Việt. My friend and myself, we discussed and we looked at designs that were for sale here, and none of them had any connection to Vietnam. And sometimes if you do see a t-shirt with a connection of Vietnam, it's maybe only for a tourist to buy, and it's written in English and is not very clear for Vietnamese people. So we thought about what designs would be nice that the Vietnamese people can look at and relate to, and so we had the ideas of the repairman who's on the street who always fixes your bike, and the lady who is always selling something like waffles or fruit or things like that that a lot of Vietnamese people still use directly every day. And you know, I drive around the city all the time and I see so many inspiring things, and sometimes you can think, that could be good as a design, but then you have to think about how you can make it into a design for a t-shirt that will make people look at it, maybe make people talk about it, and maybe make, and hopefully make people laugh a little bit about it as well. Yeah. Right from the start, you were a thief, you stole my heart,
Ben là đối tác thân thiết của Stuart ngay từ khi anh lên ý tưởng về sản xuất áo thùng ở Việt Nam. Niềm đam mê thiết kế đã kéo hai người bạn lại gần với nhau và cùng lên kế hoạch cho những sản phẩm áo thùng Made in Việt Nam của mình. We wanted to bring a t-shirt that has good quality in the feel, so it's very comfortable. We want a t-shirt that has a great design on the front, but also designs that the Vietnamese people can get excited about and can see and they realize what they are, so they relate to them. So our designs are going to be focused on Vietnamese culture and Vietnamese people. They're going to be fun, they're going to be exciting, and they're going to be very bright. So we really hope that by working together on these t-shirts, we'll be able to create and make useful t-shirts for the Vietnamese people that they will really, really love. We saw that maybe there's a need for good t-shirts in Vietnam, made in Vietnam, that are not really expensive, at a good price, and so yeah, we decided to start this business together. The future of this, we hope that we can get as many t-shirts to as many people in Vietnam and let them realize that, you know, you can have a really good t-shirt that is very strong and has a really good design on it and is really fun, and you know, you can be really proud of wearing this t-shirt and it will last a long time. I really, really do hope it will be successful, and I do think with Stuart and I working together and working with the rest of the team, with the Vietnamese designers that we have as part of our team, and with the manufacturers and the printers, that we really can achieve something very, very successful here in Vietnam. It's quite hard to hit this market, but it would be nice to bring a Vietnamese garment to those foreign places, and that we can take there and be very proud of the fact that it's made in Vietnam. And it's been in Vietnam for a while, and it's developed and it's got a strong brand behind it. And baby, I don't wanna ruin this. Honestly, I was scared, 'cause I know you were prepared, and you knew what I was thinking. All my thoughts, all my cares. Thị trường áo thun ở Việt Nam khá phong phú và đa dạng về thể loại cũng như chất lượng sản phẩm. Bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc để mua hàng với chất lượng và giá cả mong muốn. Tuy nhiên, tìm và lựa chọn được một địa chỉ đáng tin cậy để gửi gắm những sản phẩm tâm huyết của mình thì quả thật là điều không phải dễ dàng. Với Stuart, đó là một trong những khó khăn lớn mà anh không thể tránh khi muốn chinh phục thị trường áo thun Việt Nam. I find it a bit difficult to find the right shop for my t-shirts to go into, because I want to put my t-shirts into a shop that has good quality clothes and the owner and the manager really have a nice attitude or feelings about the clothes. Had a couple drinks, lit it out, it was perfect. Okay. Hello. Hi. Hi there, nice to meet you. My name's Stuart. Okay, this is your shop? Yes, this is my shop. Very good. And you sell t-shirts? Yeah, we sell t-shirts, we sell shirts. Oh, very good. Oh, wow. Okay. All things have their purpose. The wind it blew through my hair, love. I was stunned by your stare. From the side of you, standing there, love. I could walk on air. Then we made love. The Vietnamese t-shirts, there's not really many. Sometimes they are just a copy of a very famous design, so it's very hard to find a Vietnamese t-shirt. I think there are some brands here that are making the t-shirts, but in shops like this, there's more t-shirts from Thailand and from other countries as well. So Thailand t-shirts are really nice and really good, very comfortable, good cotton. So you know, that's a standard that I am trying to go for, but all made in Vietnam. Ngay từ cái lần đầu tiên á, là mình đã biết Stu là một con người cực kỳ có đam mê với lại cái ngành thời trang, mà cực kỳ đam mê muốn mang những cái thiết kế của mình làm tại Việt Nam và người Việt Nam, xài hàng Việt Nam. Chính vì vậy mình rất 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 là cái trân trọng cái niềm đam mê đó, và mình tìm thấy được cái
giống như cái niềm đam mê của Stu, nó gặp cái niềm đam mê của mình vậy. Why you still got on your J? I said leave Jet drop the day, so I'ma keep on my shoes. And you keep moaning like that, then we gon' be on the news. I like bitches with money. So when I come to the shop like this and I meet Mai and see her shop and get to know her and get to know more about her attitude towards fashion and, you know, the ladies' fashion, the boys' fashion and the t-shirts, we start to have more conversations and we talk about what I'm going to bring to the market and to her shop, and then we talk about maybe what she thinks would be good designs, what appeals to the Vietnamese audience, the Vietnamese boys and the Vietnamese girls. So we have a good talk about that and we, you know, make some decisions, and she helps me with what maybe my design should have in them. So it's really good to get the relationship going and just have a real, like, a good time talking about fashion and talking about the t-shirts, and it helps me a lot. Đồ của shop mình hiện tại bây giờ là hoàn toàn 100% ở Thái Lan, chứ không có phải là thiết kế tại Việt Nam. Chính vì vậy khi mà Tu nói là Tu muốn làm một cái made in Việt Nam á, thì mình cảm thấy rất rất là hạnh phúc, bởi vì người Việt Nam thì xài hàng Việt Nam. What you mean? Why you still got on your J? I said leave Jet drop the day, so I'ma keep on my shoes. And you keep moaning like that, then we gon' be on the news. I like bitches with money, she like niggas with power. She said let's do it again, but this time in the shower. So my first impressions of Mai when I first came in was like, this girl obviously, you know, put a lot of effort into her shop to make it really nice and really you know, pretty, and things are put out really nicely around. And so I come, those impressions are like, wow, this is really cool. And then meeting Mai is really good as well, because she's obviously got a lot of energy and she's really passionate about fashion. And so it's really, really good fun to like just meet her again, because there's just that energy there, which is like, you know, let's have some good t-shirts and let's have some good clothes for the Vietnamese market so they can wear and feel comfortable in and look really cool. Tôi là một con người rất là chuyên nghiệp, và mình tin rằng là với một con người chuyên nghiệp như vậy thì sẽ tạo ra những cái chiếc áo thun cực kỳ chuyên nghiệp. Quyết tâm đưa được sản phẩm ra thị trường, từ việc lên ý tưởng và thiết kế trên giấy, Stuart đã lên kế hoạch cho chiến dịch quảng bá sản phẩm của mình tới người tiêu dùng Việt Nam. Today we're continuing the filming for the new hero promotional videos, and we're using different locations in the city to capture parts of the scenarios and the bikes coming past about a new hero coming to the city. And we wanted to make people a bit curious about the brand that we're bringing in. So we thought about making some short videos to put out on the social network, and people can think, oh, what's this, and ask questions. And then we will reveal the new t-shirts after this. We've chosen Vietnamese customers because we find that in Vietnam there's a lot of t-shirts that are from Thailand or from China or from Korea, and we thought it'd be really nice to have a t-shirt made in Vietnam specifically for the Vietnamese youth, for the young people of Vietnam. Very exciting. Dám nghĩ dám làm là cái nhiệt huyết của người trẻ trong thế giới hiện đại, khi họ nhận ra đam mê và thế mạnh của mình để phát huy nó. Và cái tâm huyết của Stuart với áo thun dường như cũng được truyền cả sang những người cộng tác với anh trong chiến dịch này. This is the first time I've worked with Stuart, and it's been really great because we really believe in what their organization's trying to do. We think it's a great opportunity for local designers to really get more exposure. We think it's a really interesting project. Stuart's a very energetic person to work for. He's always very supportive, and he's really given us a lot of freedom ourselves as the production team to do what we think is most interesting. After 2 days of filming, it's been really good fun for me. It's a very new experience. I've never done this before, and to see these people doing their jobs, it takes a lot of time, a lot of sometimes waiting for the weather to be right,
And it's a very long day, so from a very early start. I feel a bit tired, but the energy is always there. Kết thúc 2 ngày làm phim ngắn ngủi với những nỗ lực làm việc hết mình của cả ekip, hôm nay Stuart và những người bạn đều cảm thấy hài lòng với những gì mà họ đã làm được. Bởi điều mà họ mong muốn chính là làm được một cái gì đó thiết thực, có ý nghĩa ở Việt Nam. Đó là tình yêu mà những người bạn nước ngoài như Stuart hay cả những người con xa quê trở về luôn muốn dành cho Việt Nam bằng chính khả năng của mình. I've been living here for over five years now. I did film in Canada. And my brother owns a company here, so they started to do production work here. And so I initially came to work with him on a couple TV series that was aired on HTV, VTV. And that's how I started to work here. And then over 5 years later, I'm still working here in production. So it's a good opportunity because Vietnam is really developing in terms of media and television and film. And so it's a nice opportunity for me to work here, produce content that I want to produce about Vietnam and try and expose overseas to other kind of stories about Vietnam that we don't normally hear about. The team here today are Vietnamese and also foreigners, and we're getting on really, really well. Everybody's really happy. Everyone's putting all the effort they have to put in, and I think they're enjoying it as well. Working with Vietnamese people is always interesting. It's always good to work with different cultures. I've worked in lots of different countries, so for me it's just adding more cultures and countries that I've worked in. What's interesting is that people here can be very dynamic. You always need to think up new solutions and new ways of working all the time, so the people will get used to working very quickly sometimes. I've been here for 3 years now, and every time I meet someone Vietnamese, I always have a very funny time. I always see a smile. That's because I'm always smiling, I guess. And the culture, it's been really interesting to find out more about that. That's come from reading. Obviously, that's also come from going out into the city, and then also out into the countryside, and also to other towns and cities, and talking to people. And I've been very fortunate to be invited to people's houses for celebrations. I've been invited to weddings as well, so I've really, you know, you can get opportunity to see these traditional things that go on in Vietnam and the culture, as also as just the day-to-day things that go on in the land. It's great. I find it wonderful to be able to walk around and mingle and not, you know, just be the same as everybody else, enjoying the culture. Một điều đặc biệt với những ai đến thăm nơi ở của chàng trai trẻ này chính là được chiêm ngưỡng những con xe cổ lạ mắt mà anh vẫn luôn tự hào rằng đó là những người bạn thân thiết không thể thiếu của anh khi ở Việt Nam. When I first came to Vietnam, I saw lots and lots of motorbikes, but then I saw the Honda 1967 motorbike, and as soon as I saw it, I fell in love with its shape and with its style and its lines, and I really would like to have one. So I did some research into them and found out a bit more about them, and then I found a few websites to so I could buy them. So then I started to buy one, and then I bought another one, and then I ended up with a few more. But I really, really like them because they're just, it's really nice looking old bikes. I like old bikes. They're really simple, they're very easy to maintain,
and they're very reliable, so I can go to many different places, and if there is a problem, it's very easy to fix, and anyone can fix this bike. They like fixing this. The Vietnamese mechanics, they love fixing this bike because it's so simple to fix, and yeah, I really like them, maybe a bit too much. I've bought all of my motorbikes from Vietnamese people, and it's been a great experience to meet them and go to. It's taken me to other parts of the city that I would not normally go to, so I get a new experience of a new part of the city. And I've had lots of fun negotiating the prices for the motorbikes. So you know, we start one price and we have a lot of fun negotiating. Sometimes I get a good price, and then other times I did not get so good price, but I was happy. It's all right with my When I first came here, obviously I didn't have a car, or I can take taxis, especially if I'm going out on a night time, I take a taxi, but I feel there's more freedom in a motorbike, and you can go to very many different places on a motorbike. You can turn off the main road and go down some back roads, and you can get into more and more narrow roads and find out some amazing things. And in the city, you know, if you want to get somewhere quickly, then you have a motorbike, but you have to be careful, don't go too fast. I've been to a few places on the motorbikes. I normally only use this one to go a bit further. I like to go to Tram Chiem, but also I like to go to Tan Da, which is very close to here. It only takes about 10 or 15 minutes to get to. I come out here sometimes in the morning. It's nice to come in the morning, it's nice and cool, and so it can be very quiet. It's away from the city, and then you can see the birds flying around, lots of different types of birds. Some will be fishing, because you see the kingfisher, so you see them flying around and getting their food. It's very peaceful, very nice way to relax. I like to look at the birds because every bird is very different, and they're beautiful. For me, they're beautiful creatures, and they can fly, which we cannot do. And they make it look very easy, and they're very graceful when they fly around. What does she think of me? That I'm not what I ought to be. That I'm what I turn out to be. It's got to be somebody else's fault. I can't get caught if what I am is what I am, because I don't. Being in the countryside reminds me of when I grew up in England. I grew up in the countryside, so to be back in the countryside is really nice. And sometimes I do not have the time to go very far, and Tan Da is very close to where I live, so I can feel like I'm in the countryside very quickly. The nature of Vietnam is very beautiful, very different, because there's mountains, and there is the coast, and then there is the jungle. So it's lots of different types of nature and beautiful nature. When I come to the places like this, it makes me feel very, very relaxed. All my stress has gone. It helps me just to reflect on things and just slow down. The city, in any city, is very fast all the time. Everything is done very bang, 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 but here is everything is just nice and slow, so it makes me calm.
with my